Xin chào mọi người, hôm nay mình quay lại những cái con cá cạnh kỳ nhông ha. Đây là những con kỳ nhông nước của mình. Hiện tại thì cái con bên này nè, cái con nhỏ bên này, con này lúc mình mua nuôi từ nhỏ đó. À, hiện tại giờ nó to bằng cái này. Lúc trước mình mua nó nhỏ lắm, nó nhỏ hơn cái con bên này luôn. Đây, con hiện tại con này nó nhỏ nè. Bây giờ mình nuôi tầm khoảng mấy tháng ra ba tầm khoảng 3 tháng này nè, thấy nó to gần bằng cái con bự này của mình nè. Thì con này thì hiện tại nó là con albino ha, là con mắt đỏ ha. Rồi, con này thì nó màu vàng nè. Mình nhìn nó thì nó né nó do cái đèn, thì nhìn nó cái màu nó càng lớn lên á thì cái màu nó nhạt đi. Đấy là cái, đây là mình cho nó ăn thức ăn đã, nó không ăn nữa chắc là nó no rồi, mình khuya rồi sao nó no nó không ăn. Con này thì không biết nó ăn. Thì hai con này hình như nó là hai con mái ha. Lâu lắm rồi mình để mình sờ cái này. Nó cũng nhẹ lắm đó. Nó hiền lắm, nó giống như là nó không có cánh đâu, nó không có, nhìn nó giống như là những cái con xốp á, giống như là silicone ha. Đời của nó, cái tay chân của nó bị cục đi á, thì có thể nó mọc lại được ha. Cái lưng của nó là lúc trước á, cái chỗ này nè, nó bị rách á, đây nè, giờ nó đang liền lại. Con này thì lúc mình mua nó nhỏ lắm, mình mua 4 con á, nhưng mà con này nó chịu ăn và nó cắn tay cắn chân mấy ba con kia nó không phát triển được, nó yếu rồi, nó mất rồi. Giờ thì nó to bằng cái này rồi, này là con mái luôn hả. Đấy thì thường mùa này như nó vẫn là chưa cái mùa sinh sản của nó, mùa sinh sản nó đó là vào mùa đông á. Nên đây là cái mình sờ cái da nó cũng thích lắm, nó giống như là silicone á, xốp á. Giờ mình nhìn sờ nó nhẹ nhẹ người thôi, nó không phải nó xả đâu. Mấy con này nó nhé lắm, cái sống lưng của nó nè. Đó, ba cái sừng này nè, thì mọi người hay gọi, Việt Nam gọi là khủng long sáu sừng đó, thì nó có ba cái sừng hai bên đó, thì là sáu. Này là ba cái mà giống như cái mai mang cá đó, muốn là nó thở nó quặp vô nó thở đó. Còn cái mắt của nó màu vàng đây nè, đó. Thì gọi là con golden, giống như là màu vàng đó. Con này thì cái mắt nó màu hồng, con này nó màu hồng. Nhỏ giờ nhưng mà giờ nó phát triển này. Kiểu dạng đang là trưởng thành, nó to này. Trước là mình nuôi nó nhỏ xíu à. Đó. Dài nó khoảng 3 cm thôi, giờ nó dài nó tầm 20 cm. Cái này thì nó, con này thì nó mập một ủ đó. Mấy con này dạng nuôi cảnh thôi, nuôi làm cảnh thôi. Thì nuôi con này thì cũng nó cũng nhiệt độ trong nước tầm khoảng 20 đến 25 độ thì nó thích hợp cho nó ha. Nếu mà nóng quá thì nó không tốt. Như hiện tại ở Nhật thì đang vào thu
Giống như ngoài Hà Nội vào thu thì trời nó mát mẻ tầm khoảng 25, 20, 25 độ thì là mấy con này thích hợp ha. Đấy. Còn mùa đông thì tầm khoảng 0 độ thì có thể cần phải mở máy sưởi đây. Mở cái gắn cái heater vô để cho nó làm nóng cái nước ở trong cái hồ. Đấy là hai cái con mình to nhất ở đây ha, trong cái hồ cá của mình. Các bạn đây là cái con kỳ nhông loại nhỏ đây nè. Để ý không? Nó bị cụt cái tay á, đây này. Nó bị cụt cái tay của nó bên này nè. Nó bị cụt cái tay trái ha. Tay trái của nó cụt lên, nó giờ nó đang mọc ra đó. Và cái tay phải bên kia nó giống như nó đang bị tật đó. Nó không gọi là sao, nó không có cử động lại được, nó giống như nó bị liệt. Con này nó bị từ nhỏ rồi, nếu mình mua về nó bị vậy rồi đó. Nên là mình chờ cái tay kia nó mọc ra đó. Đấy. Tay bên trái nó mọc ra được rồi đó, thì cái tay bên kia mà nó bị tật như vậy mình sẽ cắt nó đi. Hiện tại thì mình vẫn để đó để làm sao để cho nó một cái tay nó còn trống được đó, để nó còn là dạng nó phát triển được ha. Dạng nó còn để cái mình cụt hai tay, cắt hai cái tay nó đi thì sợ nó bơi lại nó rất là khó đấy. Đấy. Mình cho nó ăn thì những cái viên nó loại nhỏ thôi. Con này nó có viên bự nó cũng ăn vô đó. Nhưng mà nó ăn vô nó không muốn nuốt được. Để ra thì mình sẽ cho nó ăn cái viên nhỏ này, xong đó thì mình sẽ để cái viên to vào. Con này là cũng là gô màu vàng ha, nhưng mà nó có cái chấm chấm màu vàng ở trong cái lưng của nó, trong cái màu da của nó ha. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn cái viên to như này. Đấy. Xem con nó ăn không. Con này trước mình cho nó ăn đấy. Đây này. Đấy thôi. Nó to như này mà nó nuốt luôn đó. Cho vô miệng luôn đó. Được trước đó. Bây giờ thấy chắc là nó no rồi, nó không có ăn luôn nữa. Có thể mình phải bẻ đôi cái viên này ra. Đấy. Giờ mình phải bẻ ra được rồi. Nó ăn được rồi. Đấy. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà nó ăn trông cưng lắm. Hy vọng là cái nó ăn được á, mình tách biệt nó ra thì cái tay của nó đang mọc dần ra đó. Hy vọng mà nó mọc dần ra được á, thì mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem nhé. Đấy. Cái viên cũng rất là to so với cái miệng của nó đó. Nó cũng cố gắng là nuốt mà giờ nó không được, nó lè ra luôn này. Lè ra luôn rồi, không thèm ăn nữa. Chắc là nó cũng no rồi đó. Đấy, để các bạn để ý cái tay bên này này. Cái tay trước của nó này nó bị tật rồi này. Nó không có gọi là không cứ quậy nó bơi được, không cái này nó không có gấp lại được ha. Hy vọng là nó sau này nó sẽ mọc được cái tay bên kia đó thì nó sẽ hoàn thiện hơn cái hình thể của nó ha. Đây là giờ to như này rồi. Đấy, nó cũng thèm, nó cũng đòi ăn đó. Để coi nào. Đây mình phải cho cái viên to như này. Rồi, nó không thèm ăn nữa rồi. Chắc hôm nay là mình quay nó rồi, chắc là nó hay buổi tối khuya rồi nó không ăn nữa. Mình cho nó ăn cái viên nhỏ này. Đấy, viên nhỏ nó vừa miệng nó dễ ăn.
nó giống như là những con cá kỳ nhông á, mấy con ngay kỳ đà.